Yeah.
cả cái ông công việc của em. Dừng hát rồi, anh cô ơi, đợi em ơi. Cái giọng hát là khó quá. Dạ, cái gì vậy? Trời, cái gì thì nó hút đạm một cách nhanh nhất, hút được lên một cách nhanh nhất.
tiết kiệm chi phí chống được sự tai hơn của tuổi tôi cũng là. Vậy thì có
cho tôi một gì nữa. Ờ, thế tài thôi ha. Hả? Thank you.